Trong lần thảo luận thứ hai và thứ ba, Hạ viện Nga đã thông qua đạo luật trao cho chính phủ quyền hạn đặc biệt để đảm bảo các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Đạo luật sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký phê chuẩn. Các sửa đổi này được chính phủ Nga đề xuất, luật đề xuất bổ sung luật liên bang về quốc phòng bằng một điều mới. Hãng tin TASS trích dẫn đạo luật trên cho hay, để đảm bảo hoạt động của các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga, các đơn vị quân đội và các cơ quan chống khủng bố và các hoạt động khác bên ngoài lãnh thổ Liên bang Nga, chính phủ có thể đưa ra quyết định về việc giới thiệu các lực lượng đặc biệt, các biện pháp trong lĩnh vực kinh tế. Một số đặc quyền khác mà chính phủ Liên bang Nga có được bao gồm tạm thời khôi phục lại khả năng và đối tượng huy động, xuất kho tài sản vật chất thuộc dự trữ nhà nước, mua sắm từ nhà cung cấp duy nhất để thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước và để hình thành kho dự trữ. Các công ty cũng sẽ bị cấm từ chối ký kết các hợp đồng nhà nước cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Bên cạnh đó, chính phủ Liên bang Nga có quyền thiết lập các quy định cụ thể của quy phạm pháp luật về quan hệ lao động trong các tổ chức riêng lẻ, bao gồm thủ tục và điều kiện làm việc ngoài giờ làm việc đã quy định vào ban đêm, ngày nghỉ hàng tuần và những ngày nghỉ không làm việc có hưởng lương hàng năm.